Theo lệnh của Bộ Công an, Ngân hàng Việt Công Banh đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thúy Hạnh vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Việc này có đúng quy định của pháp luật hay không? Đặc biệt là khi sự kiện này liên đới với một vụ án vô cùng nghiêm trọng mang tên Đồng Tâm. Thực tế thì tài khoản này của bà Hạnh nhận được khoản tiền trên từ những người tình nguyện gửi để cho, tặng, phúng điếu sau những tổn thất mất mát về người và tài sản của gia đình ông Lê Đình Kình qua sự kiện chính quyền huy động lực lượng công an, quân đội tấn công vào một số người dân ở Đồng Tâm. Vào thời điểm bị phong tỏa, số tiền có trong tài khoản là hơn 528 triệu đồng. Thông báo về lý do phong tỏa tài khoản của bà Hạnh, báo chí của chính quyền đã đăng tin vì đây là nguồn tiền tài trợ cho khủng bố và ông Kình là người cầm đầu. Bà Hạnh và những người tình nguyện giúp đỡ thì cho rằng gia đình ông Kình cùng người dân xã Đồng Tâm không phải là khủng bố, họ chỉ đang thực thi quyền lợi giữ đất hợp pháp và tích cực đấu tranh chống tham nhũng. Việc họ góp tiền phúng điếu cho tặng gia đình ông Kình không những chỉ chính đáng mà còn hợp pháp đề cao đạo lý phong tục của người Việt Nam. Cho đến nay, Nhà nước Việt Nam vẫn chưa hề có một văn bản pháp quy nào quy định trình tự pháp lý để xác định một cá nhân, tổ chức là khủng bố, kẻ thù của quốc gia. Vì vậy, mọi cáo buộc đối với cá nhân hay tổ chức nào là khủng bố của chính phủ Việt Nam đều bất hợp pháp, vi phạm nguyên tắc cán bộ công quyền chỉ được phép làm những gì luật cho phép. Ngoài ra, trước khi xảy ra vụ tấn công ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020, chưa có bất kỳ ai ở đồng tâm bị cáo buộc là khủng bố hay thuộc tổ chức khủng bố. Do đó, Bộ Công an đã viện một lý do khiên cưỡng cho hành vi phạm pháp của mình. Ngân hàng Việt Công Banh mù quán thực hiện theo mệnh lệnh bất hợp pháp của Bộ Công an cũng vi phạm pháp luật và xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Như vậy, bà Hạnh hoàn toàn đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện Ngân hàng Việt Công Banh và Cơ quan Công an nơi đã ra lệnh phong tỏa tài khoản buộc họ phải hủy các quyết định hành chính, bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần, công khai xin lỗi đã xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của mình. Thêm nữa, mối quan hệ dân sự không hề liên quan đến vấn đề hình sự thì không luật pháp nào được phép cấm. Luật pháp Việt Nam vẫn thừa nhận và khuyến khích người dân tham gia giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt, Do đó, giả sử ông Kình là một người khủng bố thì việc bất cứ ai giúp đỡ ông hoặc thân nhân của ông đều là hợp pháp. Hơn nữa, sau khi ông đã chết thì việc phúng điếu lại càng không có lý do gì để cấm. Theo điều 129 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định, phong tỏa tài khoản là biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự, chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước. Biện pháp này cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ rằng trong tài khoản của người này có số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Cho đến nay, bà Nguyễn Thúy Hạnh chưa bị một cáo buộc hợp pháp về phạm tội hoặc liên quan đến hành vi phạm tội của người khác thì cơ quan công an căn cứ vào đâu để ra lệnh phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Thúy Hạnh. Trong quá khứ, nhà nước Việt Nam đã phong tỏa tài khoản của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tổng biên tập tập san Tổ Quốc, do tờ báo này thường đăng tải các thông tin bất lợi cho họ. Phản ứng quyết liệt của ông Giang đã khiến sau đó tài khoản được gỡ phong tỏa, nhưng không có bất kỳ giải thích nào cho tương xứng. Vấn đề được đặt ra là chúng ta có nên cho phép chính quyền hành xử với chúng ta một cách tùy tiện và độc đoán như thế hay không? Chúng ta phải có thái độ kiên quyết và chuẩn mực theo giới hạn luật cho phép, buộc họ phải trả giá cho sự tùy tiện đó và yêu cầu họ phải thượng tôn pháp luật. Câu trả lời nằm ở người dân chứ không phải ở thể chế độc tài. Bây giờ chúng ta hãy cùng đặt để vụ việc này bên cạnh hành xử của một nhà nước pháp quyền thật sự để xem sự khác biệt lớn đến đâu. Nước Mỹ là một quốc gia có nhiều kẻ thù khủng bố và có thừa kinh nghiệm trong các bước xử lý bin Laden là một trùm khủng bố khét tiếng và là kẻ thù số một của mỹ nhưng trước khi liệt bin Laden vào danh sách những kẻ khủng bố bin Laden cần phải bị truy tố và tòa án sẽ làm nhiệm vụ đó vì bin Laden không trong phạm vi nước mỹ và chưa bị bắt nên không có mặt ở phiên tòa tuy nhiên tòa vẫn làm việc bình thường thu nhập các chứng cứ và triệu tập những nhân chứng có thể đến để xét xử sau khi xét xử cảm thấy đã đủ các yếu tố để định tội thì tòa án mới tuyên án và ra lệnh truy tố sau khi có lệnh truy tố thì mới đưa lên quốc hội và quốc hội sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn việc bin Laden có là kẻ thù quốc gia hay không và đồng thời trao cho tổng thống mỹ quyền xử lý đặc biệt đối với những kẻ thù quốc gia việc phong tỏa tài khoản của khủng bố cũng tương tự như vậy cũng tương tự qua tòa án rồi đưa lên quốc hội để xem xét duyệt tài khoản của cá nhân, tổ chức nào đã liên quan đến khủng bố để phong tỏa. Quốc hội sẽ trao cho Bộ Tài chính phụ trách phong tỏa. Và Bin Laden đã chết. Những tài khoản ngân hàng hợp pháp của vợ con Bin Laden cũng được xóa lệnh phong tỏa. Nhìn lại để so sánh với trường hợp của ông Kinh, tại sao ông Kinh đã chết và những người phía công an cáo buộc là khủng bố ở Đồng Tâm thì bị bắn hết rồi mà còn phong tỏa tài khoản của người dân phúng điếu cho gia đình ông một vài phân tích nêu trên cho thấy sự độc đoán lộng quyền của chính quyền việt nam nhưng câu hỏi đặt ra là chính chúng ta có chủ động làm gì từ những căn cứ pháp lý đó không hay chỉ là phản ứng đến đâu hay đến đó buông xuôi chấp nhận sự vô pháp và bất công với tâm lý bất lực chúng tôi sẽ có thêm video thứ hai trình bày về những gợi ý về những hành động dựa trên căn cứ pháp lý nên làm và phải làm trong tình huống này chứ không phải chỉ đơn thuần là phản đối qua loa rồi chờ tài khoản được gỡ phong tỏa